sao Quỳnh Anh? Mẹ không nuôi con thì ai nuôi con? Mẹ không nai lưng ra đi làm á thì ai mua quần áo đẹp cho con? Sao mà con lên thành phố không ở được? Quỳnh Anh, con không có được khổ với mẹ con như vậy. Con nói đúng mà. Từ nhỏ tới giờ con đều sống chung với ông bà, ăn cơm cũng mang chung với ông bà, đi học cũng là ông bà đưa con đi, học phụ huynh cũng là bà đi, để dạy, mua bánh mua kẹo cho con cũng là bà mua mà. Tới khi con bị bệnh